Chào mừng anh em ha, chào mừng tất cả các anh em trở lại kênh của mình, cửa hàng Thành TV. Rồi, hôm nay ngày 17 tháng 9 ha anh em. Mình có thêm 2 cây máy với một buổi chiều nắng đẹp. À, trời cũng đẹp mà máy cũng đẹp luôn anh em. Hai cây này thì DKG hết ha. Nó toàn bộ là DKG hết, cái hiệu chữ anh thấy một hiệu mua một đời. Nó khác cái kiểu thôi ha, chứ một đời máy một ha, một loại màu, nhưng mà nó khác cái kiểu thôi, giống như ghim lùng như là ghim tem lửa với tem này tem kia vậy thôi đó. Những cái máy thì nó giống hệt nhau à ha, cũng là tay nhựa cánh nhựa chế bí với quyền thoại thôi. Nói chung là làm lên thương hiệu này thì cũng nhờ đóng góp của những cái chế bí, thương hiệu chế bí á ha, là cũng nhờ mấy cái động cơ này nè ha, cơ Kawasaki này nè ha. Giờ thì cái máy này thì đẹp và siêu nhây nổ, cho nên là anh em khỏi lo khỏi lăn tăn gì hết á. Tem mạc thì đầy đủ, cây này chỉ cần anh em coi giá mà vừa công việc của mình nữa thì quất thôi ha, vừa đủ tiền mình nữa, có nghĩa là phù hợp với công việc. Mà thứ hai nữa là cái giá thành nó vừa cái khả năng của mình là bữa vậy đó. Anh em yên tâm đừng lăn tăn gì chứ, đừng sợ gì, nói chung là mà máy móc gì đó, nó là đồ nguyên bản hết, riêng nguyên bản hết, mình bao ha, bao cho anh em sử dụng luôn. Rồi luôn cả anh em mình có chỉnh làm nó chỉnh chu mức hết mức có thể rồi đó, anh em nhìn thấy là anh em biết ha, vệ sinh cũng sạch sẽ đẹp đẽ đẹp nhất có thể rồi, rồi nó chỉnh chu nhất có thể rồi ha. Còn anh em chỉ về là mình làm hết rồi, về là đổ xăng vô rồi nhớ pha nhớt ha, nhớ hai thị á, pha vô 50cc đổ vô rồi đổ nguyên liệu vô giật nổ là chạy thôi ha, và sử dụng thôi. Mình bao hết lúa dài lúa mỏng lúa này kia ok hết, máy móc IC tất tần tật mình bao zin nguyên bản hết, sau đó mình bao luôn cho anh em sử dụng luôn, xài luôn, chứ không phải là bà máy buông đuôi nha anh em. Anh em cứ yên tâm, nói tới mà máy cứ mình cứ ship code rồi tới mà anh em cứ kiểm tra xong rồi trả tiền không sao hết á. Nói không đúng không vừa bụng này Thành ơi, nó không vừa bụng anh đó, là không vừa bụng mình, nói chung nó không đẹp hay gì đó thì cứ alo mình sẽ cho hoàng về liền, không là phiền anh em tí nào á. Đấy, nói chung cái số từng tiền ship lên nó cũng hơi nhiều, nhưng mà nó cũng không đáng để anh em mình phải lăn tăn ha, phải làm ăn làm nhiều. Còn anh em thì gặp còn gặp nhau nhiều mà sợ gì, lần này cũng được thì là khác, có duyên là khác ha, nó hơi nhiều nha. Giờ vô video đi, mình trước khi vô thì mình test máy thử ha, test máy cho anh em coi hai cây này chạy như thế nào ha, rồi mình sẽ giới thiệu chi tiết từ cây một, giá thành giá tiền nó nhiều ha, rồi công suất nó như thế nào đó thì mình review kỹ cho anh em máy móc như thế nào ha, rồi anh em thấy phù hợp thì cứ alo mình ha, để địa chỉ mình sẽ chốt máy xong mình sẽ kiểm tra chỉnh chu thêm một lần nữa, rồi mình sẽ gửi cho anh em là sử dụng thôi ha. Rồi đầu tiên vô video thì mình cũng xin chúc tất cả các anh em ha với gia đình luôn luôn mạnh khỏe nha, trẻ và đẹp nữa, quan trọng là chỗ đẹp đẹp đó đó. Rồi giờ cắt máy đi ha, đẹp mới được, trời ơi máy người ta còn khoái đẹp huống chi con người ta, phải không, cái đẹp mới được anh em ơi, chỉnh chu mất hết mức có thể rồi đó. Rồi bây giờ bơm xăng ha, lên gan tí rồi đóng ra ha, diệt nổ mở ra ra để nó chạy một chút đi rồi mở ra ra ha, giờ diệt nổ. Lớn nha anh em, cho nên tiết độ dữ lắm, mạnh dữ lắm, cho nên là garanti là anh em mình đếm từ vòng một luôn á, mình từ vòng rồi xuống hết ha, ra thì tắt ha, nó không xài công tắc ha, xuống qua cái nắp lớn nút ruồi lớn này là nó tắt ha, còn
giờ đụng nút ruồi lớn thì nó ra nó ti lên từng đất nắp nó lơ ra ha. Rồi tương tự cây bên này cũng vậy ha, bơm ga tí anh em, bơm xăng ha, đóng le, bơm xăng thấy xăng chảy qua ống lớn này ha, rồi đóng le lên ha, kéo lên là đóng nha, kéo lên là đóng, kéo xuống là mở nha. Rồi cho nên dịch nổ cho nó nổ chút xíu hay mở ra ra ha. Giờ mở ra ra ha, mở ra ra dịch nó nổ nữa. Tắt ha. Rồi bây giờ thì khỏi cần bơm xăng đóng le gì nữa hết, chỉ cần lên ga là giật hai thì đặc biệt anh em phải nhớ giùm mình hay lên ga nghe. Rồi xuống hết ga tắt ha. À, nhìn tổng thể cái anh em hai cây này quá tuyệt vời à. Hàng này hàng ít lắm, hiếm lắm nè, lâu lâu mới gặp được ha, hàng chỉnh chu như thế này thì ít có lắm. Còn tàu la bắp xế thì mình thấy nó nhiều ha. Rồi để mình chỉnh cái máy. Rồi tiếp tục hôm nay. Rồi vô mình sẽ review chi tiết từ cây luôn ha. Giờ cây này đi. Cây thứ nhất đi. Mình chỉnh dễ ha. Cây này 17 tháng 9 luôn ha. Cái giá thì mình bán 4.8 triệu nha. Sao mà nặng 12 kg rồi, sao mà có 4.8 triệu mà nó đến từ thương hiệu Kubota nè anh em. Đây là cái thùng thôi nha, cái tem của thùng thôi, hãng Kubota mua về thôi ha. Nhưng động cơ chính hãng của nó là Kawasaki ha, siêu 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 đỉnh nè anh em, nhìn thấy nè nghe đó. Máy nè anh em nhìn nè, carbon luôn ha, từ con ốc bột ha. Super Sport ha, anh giờ nó anh em coi luôn cái bô luôn ha, đó, còn sơn giống luôn, cực kỳ đẹp ha, nhìn sang rồi, còn hơi dơ thôi mà giờ sẽ chưa sạch nó còn dữ anh em, tóc máy này nè, có bỏ sạch. Rồi tiếp tục nha, mình xin lỗi nha, nãy giờ bị cái máy nó bị cái gì á, nó gián đoạn chút. Bây giờ mình coi lại đi ha, mình review kỹ lại được, anh em coi lại từng cái luôn ha. Đó, bơm xăng nè, anh em coi cái đồng ha, hàng ốc nè, còn zin luôn nguyên bản luôn ha, chưa xét luôn ha, bô nè, chưa xét không còn sơn vẫn luôn, đi được nè. Cái này thì hơi cứng lắm, anh thấy không? Còn bây giờ trắng phiếu rồi ha. Đây, tay nhựa nè anh em, cánh quạt nhựa luôn ha. Dây quải thì zin ha, nó zin nha. Còn cái niệm lưng thì nó có cái này mình xịt nó mạnh quá nó tét ha. Nhưng mà không sao, không ảnh hưởng gì lắm, nó vẫn mềm mại được bình thường ha. Anh em coi này, cây này, cây cán đưa này vẫn còn bảy màu luôn ha. Tem mạc nè anh em nè. Ồ, ốc thì chưa xét cái gì chưa nha, tem mạc đầy đủ ha, ống lót đầy đủ nè, có miếng lót luôn nha, chống mòn cho cái ống cái co này ha. Anh em nhìn thấy ha, thùng thì 25 lít ở tới đây nha, cái số 25 lít anh em thấy nè, đó, thấy không? Còn lên đây thì 26 nha, là chắc ăn luôn đó. Nè, anh em cốp là cốp tem mạc đầy đủ ha, đến từ thương hiệu Đạt DKC ha, nó 60cc nha anh em, 60cc hàng đỉnh nè, tem mạc cái này nè, đó, tem mạc đầy đủ hết ha, miếng này sơn zin nha anh em, thấy nó vậy ha, nó cực kỳ phong trần ha, tản nhiệt ở bên này zin, gió trong này thổi ra đây bay ra đây zin, còn gió của quạt bô ha, nó quạt nó có đường lòn qua mà mát bô nó zin, nó nằm bên này zin ha,
cho nên là cái máy này cũng chạy rất là hiệu quả nha, chứ không phải chuyện chơi ha. Giải nhiệt bên này với nòng máy với bô riêng nhau hết, cho nên nó đỡ nóng lắm, nói chung là tiết kiệm xăng cực kỳ, máy chạy cực bốc, cực kỳ cho bò ha anh em. Rồi nè, cái cây này thì chưa xét luôn anh em nhìn thấy nè, nó vàng khè nè anh em ha. Đó, mình có gì thì mình nói nấy thôi. Đó, cây này tem mặt thì đầy đủ, bình xăng dưới này thì ok ha, bình đá mà anh em khỏi nói với mình, khỏi nói nhiều, bình thì bao thôi ha, không bung không bể gì hết, có chạy trước nha. Đó, nó có chạy trước rồi. Sao khỏi được anh em bên Nhật về nó còn được cái gì đây là mừng lắm rồi anh em. Xà lúa thì anh em không cần phải bỏ miếng mút này vô ha, mà phun vô á thì cần ha, bỏ miếng vô để chống lọc bụi. Còn van liệu với là họng máng trượt rồi đó thì mình làm lại hết rồi ha, mình cố gắng giữ zin nguyên bản hết từ trước một nha anh em, có giữ rồi được cái anh em nhìn thấy cái van mà nó hai cái này ha, thằng cưa này nè ha, anh em nhìn thấy để anh em nhìn thấy hai cái bánh thằng cưa ở đây luôn á, thì đó là còn zin nguyên bản ha. Cái đó thì mình không có bao làm, mình không có bao cái chuyện mà xạ được hay không ha, tại nhiều ít cứ mỏng dài rồi. Nhưng mà cái này thì mình cải tạo lại rồi nha, mình chuyển thành nó hai lá, nó bốn cửa xuống, nhưng mà cái này mình chuyển về thành cái một cửa rồi ha, cho nên nó rộng lớn bằng bàn tay mình vậy nè, bằng bốn ngón tay của mình như vậy nè, cho nên là nó xuống lúa rất gần là hiệu quả nha. Cái này mình có làm lại rồi nha, còn nếu mà nó còn, nếu mà nó còn hai bánh răng ha, hai cái cần hai bên này đây, hai chỗ này con cần nữa đây đây đó, đó là riêng nguyên bản nha, nó xuống từ cái bốn lỗ luôn ha, ba bốn lỗ rồi đó, nhỏ nhỏ không lỗ bằng ngón tay nè ha. Còn cái này mình tập trung về có một lỗ màu à, một cánh cửa màu à, cho nên là mình giữ thứ hên riêng nguyên bản, riêng từ trái luôn nha. Đấy, cái tay này mình vẫn còn giữ riêng luôn nha, cái cốt ngang cũng vẫn đi riêng đi nóc, cái le đóng mở vẫn là riêng đi nóc, nó còn mình tăng cường thêm thôi ha. Mình nói hơi nhiều một chút nhưng mà phải nói hết cho anh em hiểu, cho nên là nhìn cái một cái máy nó còn riêng nguyên bản, như là cái máy có cải tạo rồi anh em phải biết là công cán nó cũng khác ha, cực khổ lắm nè, ngồi canh từ ly từ tí không phải dễ ha. Có khi về mà anh em nó nghẹt cục lúa nhỏ nhỏ gì thôi nó xuống không được, là phải hạ bình xuống, phải móc cái tay khiều móc rồi cực lắm. Còn đây cái cánh le le nó bự lớn, ba bốn ngón tay gì nó bật xuống, anh em mở tăng lớn lên cái cho nó qua cái lỗ đó, qua cái cục đó rồi nó mở là bình thường, là nó khổ để lên để xuống, nó khổ làm phiền anh em mình ha, tiết kiệm gom cán cho anh em mình làm cực lắm chứ không phải sung sướng gì, canh dữ lắm anh em ơi, nói vậy chứ từ canh cái liệu này, canh cái vàm giữ lại mấy cái chỗ này được nó cũng hơi khó lắm, không như dễ ha, giữ lại đồ nguyên bản hết anh em nhìn thấy biết liền à. Rồi mua cái máy này là anh em biết mỗi cái nó có dịch vụ khác nhau, mỗi cái cách làm khác nhau, cho nên mình không có nói mình làm tốt hơn giỏi hơn, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết mức rồi có thể rồi ha, anh em tin tưởng đi. Nhiều rất là nhiều anh em xài những cái này, cái máy này mà mình làm lại cái le cái bọng cái máy trượt là hết rồi ha, cho nên là rất là im, sau một thời gian làm mình làm cực đẹp anh em. Rồi cây này thì mình bán 4.8 triệu nha anh em, nó nhiều quá trời. Rồi qua cái này ha, cây số 2 đi, cũng là ngày này ha, nhưng mà giá 5 triệu anh em, nó nặng 12 kg thì vậy thôi. Hai cái máy này một thương hiệu một, nhưng mà đình đám ha, nhưng mà chỗ khác nhau cái chỗ này nè, cái này nó khác nhau một chỗ vậy thôi, cái chụp này khác nhau cái chỗ này vậy thôi ha. Rồi, cây này thì nó khác nhau chút xíu ha, thôi bây giờ kệ nó khác gì thì khác, nhưng mà tại sao nó 5 triệu thì nó nằm ở đây nè anh em, cái thùng ha, thùng cũng chai bí ha, tay nhựa, cánh quạt nhựa ha. Rồi cái này thì nó chỉnh chu hơn chút ha, cái này lưng rồi dây quải nó chỉnh chu hơn tí, nhưng mà cái máy thì ngang ngửa nha, mình nói trước là cái máy hai cái này thì ngang ngửa nha. Nè nè, mình cũng cây này mình cũng đã làm lại rồi ha, anh em để ý rồi nè, mình đã làm ra bệnh rồi hết rồi đó ha. Cái này mình vẫn giữ riêng nguyên bản nha, giữ riêng từ con ốc một ha đó. Cố gắng nè, tem bạc cái đầy đủ ha, ống lót này cũng có như nhau ha, đó cái xịn sò này thì anh em biết rồi, cái dòng máy này thì khỏi nói gì đâu được ha. Cây này thì còn đẩy màu luôn nè ha, tay nhựa, cánh nhựa này, quạt nhựa này thì có nói gì để chơi đâu nè, những con này vẫn còn luôn ha, mình vẫn để tại vì nó tét ghét nhau, nó không có mở nó ra cho nên nó vẫn còn y nguyên, mình vẫn để thôi ha. Tất cả nó riêng tất một tật hết nha, tay đây chưa xét nữa ha. Nó có này có để đây một miếng tí tiên nha, nó có để đây một miếng nè, ốc giúp thì riêng nguyên bản hết, cũng DKG nè ha, 60cc hết ha, cùng 6 đó, anh em coi đây ha,
máy bình xăng nè, đó lắp máy nè, bô thì còn sáng chân luôn ha, bô này thì bố có mạ ha, nồng ốc nồng anh em coi nè, vẫn còn sơn luôn đó ha, nó vẫn còn zin nguyên bản hết nha, mình không có động chạm gì máy móc, mình chỉ có vệ sinh nữa thôi ha. Và làm lại, mình nói lại thêm lần nữa nha, mình giữ zin hết mức có thể rồi đó, anh em tin mình đi. Mấy bạn khác bỏ hết tất cả những cái zin đó, chẳng hạn như cái lè này nè, á, cái tay này nè ha, cái cọng cái cây chỏi ngang này bỏ nè ha, rồi ốc vít từ con ốc nhỏ nhỏ này ha, quặng inox không đó anh em, nó khó xét lắm. Nhưng mà mình thay vào cái ốc khác vô thì nó lại màu khác hơn. Mình gặp phân rồi nó dễ xét lắm, nhưng mà mình gán giữ là cái những cái cây cốt ngang rồi nó để nữa nó hư đó, nó không nó mặc dù nó dính phân, dính lúa dơ nhưng mà nó vẫn hư cùng một lúc dưới cái máy. Mình cố gắng là như vậy ha. Tem mặt thì đầy đủ ha. Thùng này thì đẹp ha. Nó luôn luôn là xứng đáng với cái thương hiệu bình trái bí đó anh em. Ha, thùng cho máy trái bí, tay quạt nhựa, tay cánh quạt nhựa, tay nhựa rồi đó. Ha, đời cao này thì ngất ngưỡng rồi, anh em khỏi lo gì hết ha. Nó hơi ít dễ sử dụng hơn những cái máy mà nó bình xăng nhiều hết ha. Cái này nó ít gườm gà hơn ha, dễ làm, dễ xử lý, dễ bơm, dễ này dễ kia, tất nhiên nó dễ hơn chút xíu ha. Nhưng mà nó lại nó tiện hơn. Giống như cây này thì nó không cần hơn nữa, cây này thì nó nhiều hơn tí xíu thôi. Đó. Nhưng mà hai cây thì giá, cây bữa nay thì mình bán 5 triệu ha, cây này 4 triệu 8. Đó. Tại vì anh em thích thôi. Chứ không gì. Còn chất lượng máy thì nó như nhau ha, mình bảo đảm với anh em là nó như nhau hết. Nó siêu nhà nổ như nhau hết. Rồi. Lần nữa mình nhìn tổng thể cái này đi ha. Lần nữa cuối video thì lần nữa mình xin chúc tất cả các anh em với gia đình ha luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.